Câu 7, nguyên hàm của hàm số fx bằng x mũ 3 cộng x là. Thì ở đây các bạn cần có kiến thức, đó là liên quan về công thức tính nguyên hàm. Nguyên hàm của fx dx bằng f lớn x cộng c, được chưa? Vậy muốn biết f lớn x cộng c có phải là nguyên hàm của fx hay không, các bạn chỉ cần đạo hàm f lớn x cộng c phải ra bằng fx. Đó là công thức nguyên hàm. Thứ hai, đó là các bạn phải biết công thức tính nguyên hàm của x mũ alpha dx thì sẽ bằng x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 và cộng c, được chưa? Vậy nguyên hàm của fx dx bằng nguyên hàm x mũ 3 cộng x, đây là x chính là x mũ 1 đó các bạn, dx. Rồi các bạn sẽ bằng mình làm chậm một bước nha, bằng tích phân x mũ 3 dx cộng tích phân x mũ 1 dx. Vậy bằng đây sẽ là x mũ 4 cộng 1 nè, 3 cộng 1 bằng 4 nè, chia 4 cộng, đây là x 1 cộng 1 là 2 nè, chia 2 và cộng c. Thì cái này sẽ bằng chia cho 4 chính là nhân 1 phần 4 x mũ 4 cộng 1 phần 2 x mũ 2 cộng c. Và các bạn chọn đáp án đó là câu D. Và các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là lấy cái kết quả câu D đạo hàm lên, nó phải ra đúng fx này là ok.